Ngày 11 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa trục xuất 14 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin quá trình trục xuất, trao trả được thực hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Đây là đợt trục xuất thứ 3 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2022 đến nay. Giống như các đợt trước, mục đích nhập cảnh vào Việt Nam của các đối tượng này là để tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc sang lao động tại Campuchia. Thời gian gần đây, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép diễn biến khá phức tạp. Những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thông qua một số đối tượng người Việt và vào Việt Nam từ các đường biên giới tiểu ngạch ở phía Bắc. Cá biệt, một số người đi bộ xuyên rừng khu vực biên giới để tránh bị phát hiện. Sau khi vào Việt Nam, nhóm người này đi xe khách vào Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, hiện nay Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng các đối tượng này vẫn tìm mọi cách nhập cảnh vào Việt Nam để mong tìm được công việc nhẹ nhàng, lương cao.